xưởng kỹ thuật trung đoàn 929, không khí làm việc hối hả. Những chiếc máy bay về đây đang được cán bộ nhân viên kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật cẩn trọng tỉ mỉ. Tôi và cùng các đồng chí trong phân xưởng sẽ kiểm tra tình trạng kỹ thuật trên tất cả các máy bay trong phân xưởng. Khi phát hiện ống hóc, chúng tôi sẽ nhanh chóng khắc phục ống hóc. Công tác kiểm tra và khắc phục sẽ diễn ra nhanh chóng và chặt chẽ, tỉ mỉ và đúng quy trình, đúng công tác kỹ thuật. Được ví như bệnh viện tuyến đầu của những chiếc máy bay Su-22, xưởng kỹ thuật của Trung đoàn 929 thực hiện bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa kỹ thuật hàng không cho đơn vị. Tại đây, nhiều ban hỏng hóc khó đã được đội ngũ lính thợ trung đoàn nghiên cứu, khắc phục, sửa chữa thành công. Trong năm qua, đơn vị đã tổ chức khắc phục, sửa chữa 84 hỏng hóc thuộc các chuyên ngành. Tiêu biểu có những hỏng hóc phức tạp thuộc các chuyên ngành như máy bay động cơ, sửa chữa về hệ thống hỏng hóc về hệ thống nhiên liệu, hệ thống hiện lực, ngành thiết bị, khắc phục về hệ thống các hỏng hóc thuộc hệ thống kiểm tra khách quan, hệ thống nguồn. Kiểm tra trước khi cất cánh, đây là một nội dung quan trọng. Quá trình này, các tổ kỹ thuật kiểm tra, sửa chữa, khắc phục, đảm bảo cho máy bay có tình trạng kỹ thuật tốt nhất. Chiến công trên bầu trời bắt nguồn từ mặt đất. Đằng sau mỗi chuyến bay thành công đều có mồ hôi, công sức và sự nỗ lực cố gắng của những người lính thợ của đơn vị.